Hello, chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Hôm nay ngày thứ 6, ngày 21 tháng 10 năm 2022. Và Nhật vừa mới tiếp tục thêm một lô, bao gồm rất là nhiều những dòng sản phẩm từ âm ly, đẩy, chính loa để phục vụ cho tất cả các anh em. Đây mời anh em cùng xem qua. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với sản phẩm âm ly trước nha anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có âm ly đến từ thương hiệu là của Bellmaster. Và dòng này sẽ có trên model là 900 nha anh em. Rồi dòng sản phẩm ở phân khúc giá rẻ thôi mà, nhưng cấu hình của nó phải nói là rất là tốt. Khi nó được trang bị chúng ta tổng cộng là 5 con sò sắt rồi nha anh em. Và con này thuộc dạng âm ly đài radio nha anh em. Con này thì nó sẽ có một cái phiên bản mà nó cả loa nữa nha mà. Còn phiên bản này là không loa. Và một mức giá và nó là cực kỳ rẻ để mang đến cho tất cả các anh em luôn. Chỉ với 2.800.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua, anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây anh em xem, này là hàng mà Nhật vừa mới về nha mà, chưa lâu chưa vệ sinh gì luôn, vẫn còn nguyên zin bồi bên kia về. Đây, tem nhãn của nó đây nha mà. Con này thì nó sẽ có thiết kế là vỏ gỗ nha anh em, trưng bày với nó cực kỳ là sang trọng. Đài radio nó thì nó sẽ có 108 số nha anh em. Nói chung thì bắt được tất cả các đài ở Việt Nam. Còn bên dưới là âm ly của Sansui. Con này là trên model là AU Alpha 607 DR. Đây cũng là một trong số những cái dòng mà đời gần cuối của cái dòng Alpha 607 nha anh em. Con này thì có một cái cấu hình phải nói là rất là tốt anh em mà. Công suất là 250W và chạy tổng cộng là 8 sò than. Con này thì nó có cả loa nét và chơi được hệ thống là AMB. Con này được rất là nhiều anh em ưa chuộng anh em mà. Dòng này phải nói là rất là hiếm khi vào hàng của anh em. Và bây giờ thì Nhật mới tiếp tục vào thêm cái dòng sản phẩm này để phục vụ đến cho anh em. Đây thiết kế của nó là mặt nướng vuông nhưng mà anh em thấy là hình ảnh phản chiếu trưng bày của nó rất là đẹp. Giá Nhật gửi lại cho anh em cũng rất là rẻ nha anh em, chỉ với 6.500.000 đồng. Còn bên trên là cục đẩy của Crown nha anh em. Crown là một thương hiệu đẩy phải nói là cao cấp và được rất là nhiều anh em Việt Nam ưa chuộng và lựa chọn ở phân khúc cao cấp nha mà. Dòng mà Nhật mang đến cho anh em hôm nay là Crown Amcron Macrotech 1200. Đây cũng là một trong những dòng mà đời khá là cao nha anh em. Con này nó sẽ có thiết kế là màu bạc anh em à. Nhìn rất là đẹp và sáng bắt mắt. Và cấu hình con này cũng là điểm nhấn cho anh em. Công suất của nó là đến tận 1200W. Và nội thất ở bên trong mà nó là rất là hầm hố, nặng trịch cho anh em à. Trang bị chúng ta là 2 tăng phô, 2 tổ lập nguồn. Và đặc biệt là chạy tổng cộng là 24 con sò sắt cho anh em. Khả năng mà khuếch đại âm thanh của dòng này vẫn là kinh khủng khiếp nha mà. Anh em chơi sự kiện, sân khấu, nhà hàng, tiệc cưới, anh em chơi với hệ thống loa cao cấp của anh em khi nghe nhạc hoặc karaoke vẫn là hết sảy luôn. Giá thì chỉ với là 12.500.000 đồng. Còn sản phẩm cuối cùng mà hôm nay Nhật mang đến cho anh em là một cặp loa nha anh em. Đây cặp loa mà nó sẽ đến từ thương hiệu là của Trio cho anh em. Và tên model nó là LS3000. Đây là cặp loa mà nó sẽ có 3 đường tiếng cho anh em. Đây bao gồm đứng đây là một loa bass 20, bên dưới là một loa bass cộng hưởng và một loa trap dom cho anh em. Đây cái này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ đây mà. Tiếng này nghe rất là hay. Mặc dù nó chỉ là một sản phẩm giá rẻ thôi anh em. Giá này Nhật để lại cho anh em chỉ với 3.200.000 đồng thôi nha mà. Đây nếu mà anh em mà có cái dàn âm thanh của Nhật, anh em đang chơi những dòng âm ly của Trio, Sansui, Denon, anh em ghép với cái loa này nghe tiếng rất là hay. Đây Nhật quay chi tiết và phía sau của tất cả sản phẩm cho anh em cùng xem.
đây là Trio The S3000. Con này nó sẽ là hàng chuẩn của Japan nha anh em. Công suất nó là 40W nên anh em có thể mà chơi những cái âm ly tầm 50W trở lên thì nó đánh đều rất là tốt anh em ạ. Còn bên đây là âm ly Master 900 nha anh em. Đây 1, 2, 3, 4, 5 con sổ sắt nha anh em. Hàng chuẩn là made in Denmark nha anh em. Những dòng sản phẩm Master trước này và nó là quá nổi tiếng nha anh em ạ. Được rất là nhiều anh em săn đón, tiếng của nó thì đánh rất là hay. Bên dưới là cục đẩy của Crown Max Protect 2002 nha anh em. Đây, tem nhãn của nó lên em. Con này hàng mà chuẩn là made in USA anh em. Đây, made in USA. Đây. Điện, cái này là 100V nha anh em. Công suất 1200W. Còn bên dưới là âm ly Kansui 6-7DR. Đây, con này là công suất 250W. Điện là 100V nha anh em. Hàng là chính hãng của Japan. Hình thức thì những con này hàng về cũng phải nói là rất là mới nha mà. Tầm khoảng là 90%. Bà Nhật xin phép được báo giá lại lần cuối cho tất cả anh em. Đầu tiên là âm ly Sansui sẽ có giá là 6.500.000 đồng. Đẩy của Crown Amcron Macrotech 1002 thì sẽ có giá là 12.500.000. Bell Master 900 thì sẽ có giá là 2.800.000 đồng. Và cuối cùng là cặp loa của Studio LS3000 thì sẽ có giá là 3.200.000 đồng. Nếu anh em mua thì em có thể liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video sau.